Yếu tố làm tối giản 50% thời gian cho chủ doanh nghiệp. 1. Nhân sự cần biết rõ mô tả công việc, vai trò, trách nhiệm và lợi ích của mình trong doanh nghiệp. 2. Mỗi nhân sự phải tự xây dựng được kế hoạch cho vị trí của mình, từ đó nhân sự sẽ cam kết các thông số chỉ tiêu của khối lượng và chất lượng công việc với trưởng bộ phận. 3. Mỗi vị trí đều phải xây dựng được hệ thống báo cáo, đo lường để phân tích tìm ra điểm mạnh, điểm yếu để có giải pháp khắc phục và phát huy các điểm mạnh. 4. Các thành viên trong doanh nghiệp chủ động nghiên cứu công việc của mình và đóng góp các sáng kiến của mình cho trưởng bộ phận và doanh nghiệp. 5. Ban lãnh đạo phải có hệ thống luật chơi rõ ràng để đảm bảo hiệu quả cho doanh nghiệp và lợi ích cho từng cá nhân. Để hình thành được một hệ thống tự động, từng cá nhân trong doanh nghiệp phải chủ động và tự quyết được phạm vi công việc của mình. Muốn vậy, các ông chủ và ban lãnh đạo trong doanh nghiệp cần phải cài đặt chiến lược của doanh nghiệp đến từng nhân sự trong doanh nghiệp. Từ đó, nhân sự sẽ nắm được quyền hạn, trách nhiệm và lợi ích của mình. Chỉ khi hệ thống cùng một mục tiêu thì doanh nghiệp mới phát triển đột phá và nhân sự làm việc chủ động mà không cần đốc thúc. Chương trình chuyển giao giám đốc điều hành CEO quản trị do ông Ngô Minh Tuấn, Chủ tịch Tập đoàn CEO Việt Nam Holding trực tiếp thiết kế và đào tạo. Chương trình giúp các ông chủ doanh nghiệp tối ưu được 50% thời gian dành cho doanh nghiệp nhờ áp dụng cơ chế khoán toàn diện vào doanh nghiệp. Khoán thực hiện văn hóa doanh nghiệp, khoán theo khối lượng công việc, khoán theo chất lượng công việc nhằm từng bước giải phóng cho chủ doanh nghiệp. Giúp chủ doanh nghiệp hiểu bài bản về quá trình chuyển hóa nội lực doanh nghiệp để tạo ra quy mô và thực trạng của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, căn cứ quy mô và thực trạng hiện tại của doanh nghiệp mình thì biết rõ gốc rễ căn bệnh của doanh nghiệp đến từ đâu, gốc rễ thành công của doanh nghiệp đến từ đâu, giúp chủ doanh nghiệp biết cách duy trì gốc rễ thành công, hoàn thiện gốc rễ sinh bệnh, an yên trong đời sống. Chủ doanh nghiệp, đừng biến mình thành nô lệ cho doanh nghiệp của chính mình. Đăng ký ngay đường link dưới phần mô tả. Chi tiết vui lòng liên hệ hotline 0986 776622, website ceovietnam.edu.vn.